Hôm nay Khương Quốc Anh hướng dẫn các bạn cách tải ứng dụng Google Dịch về điện thoại cảm ứng của các bạn nhé. Đầu tiên các bạn vào cửa hàng CH Play hay còn gọi Play Store. Rồi các bạn gõ vào thanh tìm kiếm là Google Dịch. Các bạn có thể nhấn và giữ mũi tên để viết chữ in, chừng nào cái mũi tên nó lên 2 bật, đánh chữ in là được nhé các bạn. Đánh chữ xong các bạn nhấp vào OK, hoặc là đi, hoặc là hình kính lúp tùy theo mỗi máy. Rồi các bạn nhấp vào cài đặt. Chờ một chút xíu. Cài đặt xong rồi thì các bạn nhấp vào mở. Vậy là xong rồi đó nhé. Khương Quốc Anh xin cảm ơn các bạn. Khương Quốc Anh xin chào và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo. Cảm ơn đã xem. Hãy nhớ thích và chia sẻ video. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.